Bức tranh tiền kiếp là một sáng tác của hitmaker Vương Anh Tuấn, được Donny đóng giày dành cho Dương Triệu Vũ với giai điệu sâu lắng, ca từ đậm chất tự sự. MV kể về câu chuyện của một người đàn ông vô tình nhìn thấy một bức tranh trong tiệm đồ cổ, từ đó anh bắt đầu có những giấc mơ lạ lùng, vô định về một cô gái. Ngay từ ngày anh dựa vào trí nhớ vẽ lại gương mặt của người trong mộng, đến khi hoàn thành cũng là lúc anh bàng hoàng nhận ra đây cũng chính là người con gái trong bức tranh. Được pháp sư cho nhớ về tiền kiếp, anh mới thực sự hiểu ra câu chuyện và gặp lại người vợ tiền kiếp của mình. Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của Bảo Anh cũng là một điểm cộng lớn cho MV, với những phân đoạn diễn biến tâm lý phức tạp, truyền tải trọn vẹn cảm xúc cho người xem. Cái MV này là một cái câu chuyện từ tiền kiếp dẫn tới kiếp sau. Vũ là một người sống rất là tâm linh, mình tin vào nhân quả, tin vào duyên số của con người. Có những lời hứa mà mình chưa thực hiện được, nó có thể kéo từ kiếp này qua kiếp kia, thì đó chính là cái mấu chốt của câu chuyện này. Và người đàn ông, hai người đàn ông ở trong cái MV này thì có một sự liên kết rất là đặc biệt mà mọi người phải xem thì sẽ hiểu ngay. Là thầy là cái người mà đã làm cổ trang rất là sớm, từ hồi ở bên Thúy Nga, là nhiều khi là thầy đã có những cái cuốn băng mà về cổ trang rồi, và có lẽ mọi thứ nó chỉ là một cái sự trùng hợp. Mình lấy cái vía hên đó từ những cái người xung quanh mình, thì bọn anh nghĩ là bọn anh khá là may mắn khi mà đã có một cái sản phẩm thành công. Thì bây giờ với một cái cũ mà mình làm nó thành cái mới và hấp dẫn hơn, thì bọn anh nghĩ đó cũng là cái tốt. Ngoài ra, Dương Triệu Vũ cũng tiết lộ anh sẽ sớm ra mắt thêm những sản phẩm đặc biệt nằm trong kế hoạch kỷ niệm 15 năm ca hát để tri ân người hâm mộ đã ủng hộ anh trong suốt thời gian qua.